Hạnh Lê xin chào các cô chú anh chị và các bạn ạ. Hôm nay Hạnh Lê tới nhà em của Hạnh Lê, con của cô bữa hôm Hạnh Lê gặp đó, em cô cậu. Hạnh Lê đi tham quan tại thấy cảnh đẹp quá, muốn chia sẻ cho mọi người đều biết. Xin mời mọi người. Đây là cổng nè, cổng nhà mới đi vô nè. Nhà của đứa em. Đứa em đẹp gái. Hạnh Lê đi ngang rồi, đi tìm nhà, đi ngang rồi mà nhìn vô thấy tưởng ủa cái quán nào á. Tưởng là cái quán ăn nào á, đâu có nghĩ là nhà. Cái này là chỉ là nhà thôi. Nhà giống nhà holiday quá. Trời ơi, chảnh quá trời chảnh luôn nè, cỡ hỏi nữa nè. Chảnh ghê luôn á. À, em gái làm đồ ăn sẵn cho Hạnh Lê nè. Bữa nay là mấy cô cháu quậy. Bạch Hà đầy đủ. Me có me trái chưa em? Dạ chưa. Chưa hả? Sắp rồi ha. Trời bạc hàng nhiều quá ha. Đi qua đây. Ơi. Hả? Trời trời, người đẹp kia kìa. Làm chế mặc đồ đồ sẵn hết rồi, ngồi chờ. Đi qua vườn rau không? Hả? Qua vườn rau không? Vậy là ở đâu? Sáng không? Để chế mở à. Mở đèn lên. Sáng. Nhưng mà nó ở trên anh hai hả? Con mới chạy xuống. Ủa rồi cái này cái gì? Này hồ cá em chưa làm xong. Hồ cá chưa làm xong hả? Hồ cá chưa trang trí đó. À ok. Chưa có làm. Rau ở đâu? Vườn rau đâu? Dạ bên đây nè. Bên đây hả? Ủa nguyên cái vườn rau luôn hả? Đúng rồi. Ủa còn cái này cũng rau mà. Dạ đúng rồi, cái này rau mà chưa trồng gì kịp. À có cải xà lách nè, cải xanh nè. Cải xanh nè. Nè, chế quay trời tối cho chế quay cũng sáng chân à. Tại máy chưa sáng. Nè thấy không? Thành ra mình không có ngại ban đêm. Còn cần nữa thì chế mở đèn lên. Ừ. Trời ơi mà rau giờ rau mồng tơi nữa nè. Ngân ơi, mồng tơi quá trời mà Ngân. Tơi nè. Rồi để ha. Trời có người mẫu nào ngồi ở đây cho. Có người mẫu nào ở đây nè. Trời giống nhà Holiday House. Ở gì sướng hơn Ngân? Giống nhà Holiday House á. Vô đi mẹ vô mình mới tới 4 cái là 4 người mình ngồi. Chủ nhà em gái. Xin chào mọi người. Cô, bữa nay mấy cô cháu mình quậy đã luôn đó con. À, đúng rồi. Trời, bữa con ca mà giờ tiếng con khang luôn á. Con khang luôn. Dạ, bữa đó quậy quá. Quậy quá trời. Vui không? Trời, nãy cái ổi, có trái ổi dễ thương quá ha. Cóc hả? Ừ. Ngân ơi, bẻ vô đi Ngân ơi, nó già rồi Ngân. Đâu? Ờ đó, non mà, nhỏ mà. Trời ơi, cóc. À, dễ thương quá. Chưa đó, có làm cái gì đâu. Đèn nó đâu, ra dạy ngoài đó luôn hả? Ở đó dạy ra ngoài tới ngoài rồi còn. À, sắp làm. Chị Hạnh ở đây nè. Chưa làm xong. Trời, trái bầu dễ thương không? Trời, miếng đất này ha. Miếng đất này rộng quá ha. Nó nói với bên khách sạn đó chứ. Ừ. Ừ. Hồi nãy là tranh thủ mà sao mặt trời nó xuống mau quá. Nhanh thật luôn. Rồi hay quá. Đẹp quá.
Rồi mấy cái hình ảnh này cái Hạnh lấy là hết sảy luôn đó. Ừ. Mọi người coi là mọi người cũng thích lắm á. Ừ. Nhân giả hả chị? Đúng rồi. Nó hay. Rồi sướng quá ha. Mà đã gì mấy khách tới đây ăn á. Dạ. Là cũng được ăn rau sạch luôn. Cái đó là quan trọng đó chứ thường là người ta đi mua ngoài chợ đâu không à. Ồ, rau dền nữa nè. Coi như ở trong khách sạn Ánh Nguyệt á là dùng những cái loại rau sạch tự trồng luôn nè. Hay quá. Mấy cái này. Ôi hay quá. Ở dưới đây là cá nè các bạn. Cá đó. Mấy cái cá là bắt từ đây ra làm luôn. Của khách sạn Ánh Nguyệt luôn. Tuyệt vời. Đây là Hạnh Lê quay qua bên cái giải bên đây. Hạnh Lê quay quay từ từ giải. Hạnh Lê xin lỗi các bạn là cô cháu gặp nhau ca hát nhiều quá, gặp bạn bè nói chuyện nhiều quá. Khan tiếng rồi các bạn ơi. À, quá trời. Nhìn chung cảnh quan nè. Lớn rộng mà đẹp. Anh Lê sẽ quay tiếp phía bên kia. Rồi, biết bao nhiêu cá nuôi ở dưới đây nè. Hồ cá dưới đây nè. Nãy giờ anh Lê quay quay rau không mà cũng quên quay ở dưới cá nè. Nhà của em gái. Rồi xong rồi đi ra ngoài vườn rau, em gái dắt ra ngoài vườn rau. Ôi ôi. Hạnh Lê không tưởng tượng được, không ngờ là có ý niệm hay vậy. Cái này là rau húng rồi các bạn. Em gái nó ăn xong là ra đi ngắt rau ở nhà ăn nè, rồi xài khách sạn là ra đây làm trộn rau. Bún gì á là cũng xài rau nhà luôn. Tuyệt vời. Hình như là bữa hôm Hạnh Lê thấy là cái khách sạn á là có máy làm bún luôn, tự làm bún luôn, làm bún làm mì gì đó. Ủa đằng kia trời đâu cần đi holiday đâu Ngân. Thì đợt dịch em mới làm này đó chứ đâu đi được đâu. Mình ở nhà mình cũng holiday được rồi. Không mà cái ý tưởng á là Ngân vẽ ra hay là hay ha, hay quá trời. Làm nó không phải làm dễ đâu nha. Làm mà thấy thích hợp, thấy đẹp. Đẹp. Ý tưởng đẹp. Ừ. Thôi, chế cũng đi chơi nhiều chỗ mà chưa chắc chế có ý tưởng vậy đâu. Hay đẹp. Đẹp. Ai mở cửa hả? Okay. Gió đó. Ôi, nhiều khi mình Hạnh Lê tự quay luôn. Hạnh Lê à? Hạnh Lê tự quay luôn, không cần ăn mày. Cảnh đẹp quá không cần ăn rồi. Quay vòng tròn luôn. Sướng quá. Cô Năm ngồi đó đi cô Năm. Cô Năm ngồi đi. Cô Năm ngồi đi cô Năm. Ủa vậy đó hả? Đó để trên đó. Vậy hả? Rồi thấy thế này nghe. Cái đó là của Ngọc. Cả quá. Cảnh quá trời tuyệt vời. Em mình giỏi quá, tự hai chồng design ra hết luôn. Không hay có à. Kỹ sư gì hết á, tự làm hết. Ý tưởng ha. Ừ. Nhất là cái nhà, nhất là cái nhà gao. Bình chép. Khỏi ăn Ngân ơi. Hả chị? Chết khỏi ăn, chết khỏi ăn. Sướng quá à.
Vậy là các bạn biết là mình đi vô khách sạn Ánh Nguyệt là mình có rau là rau đó, mình quay đó là rau sạch luôn rồi đó. Chứ con không biết luôn á, con mới biết luôn á. Rau sạch rồi bún sạch luôn. Ừ. Nói chung là đồ sạch hết. Đồ sạch không rồi. Để mình để đặt cái máy vô mình ăn ngồi vậy có nhiều mình đó. Chứ ngồi sát vô. Cái này. Ngồi sát chế đi. Mình thương xích vô luôn đi con. Ướt cỡ quá. Sao đâu mà thứ bảy này á là chị chồng con xuống con xuống chơi với con xong là thứ hai là rước con về Phan Thiết chứ con về Phan Thiết xong là tới thứ bảy cũng như là con về Phan Thiết một tuần là thứ bảy là con lên máy bay đó là con đi chứ không có gì Cà Mau nữa dạ không thứ bảy này bắt đầu là con hôm thứ hai này con đi lên Phan Thiết rồi tới thứ bảy con mới lên máy bay dạ là con về 3 tuần đó, 2 tuần con ở đây, 1 tuần con về ở chợ để bên em nấu ăn. Đúng rồi, để cho nó luôn đi chứ. Không ăn dao mà nó dao sợ. Ừ. Không biết ăn dao. Dao này nó không dẫn. Cái đồ ấy hết chắc nó bỏ chứ. Cái nào đổi không không có phải không? Cũng ở chỗ đó phải không? Xin chào mọi người. Hôm nay là mấy cô cháu tiếp tục tập 2. Tập 2 màn 2 cảnh 2. Bữa hôm vui quá cô, ai cũng nói vui quá. Vui quá. Ai cũng thích nói trời sao mà thấy gia đình gặp lại đó. Gia đình không à. Gia đình mình cũng quậy mà vui. Còn ở bên bển là người ta bình thường à, ta đăng ký một lần rồi là ok là không có. Tại vì ta đã có đăng ký một lần rồi. Có đăng ký một lần rồi là nắm xài hoài luôn. Xài hoài, con này người mới vô á. Người mới á thì phải. Tại vì vậy là con Năm chưa đăng ký. Phải đăng ký giống như chị là giờ like kia dễ phải không? Là có sẵn rồi. À vậy là tại chưa đăng ký. Tại chưa đăng ký. Mình đăng ký một lần mới được. Đăng ký một lần á, rồi không mới nghĩ mấy lần sau là không có hỏi. Đúng rồi là mình đã đăng ký rồi. Rồi mắm nó ở nhà làm mày chứ. Mắm nè, nhà nó đúng rồi. Ngon lắm con ăn đi. Hôm qua ai đặt sẵn ở đây nè. Ăn thèm mắm chay mắm gì không hành hả ai? Trời ơi bố hỏi mình quên lấy cái mắm ra ở thùng mắm chay rồi hai chị em đi mua mắm chay xong cái bỏ trong cốp xe cái về quên luôn. Cái qua ngày sau mới nhớ mở ra là nhà nó hư rồi bây giờ nó cũng bỏ trong nhà cô mấy đồ mà cô cũng quên đem ra ăn.
Vậy hả? Cô không nhớ không? Cũng kèm miếng mắm. Cô Út thấy, cô không rồi, cô Út thấy rồi ha. Cô Út thấy vui phải không? Thấy rồi. Vui vẻ. Cô ăn ơi. Ăn xà lách này nè. Thấy cái muốn về á, cô Út á. Thấy chắc muốn về. Mấy cái rau này là rau nhà tự trồng hồi nãy hành lê quay quay phim không đó nè, ngon quá cả nhà. Thì em nghĩ mấy món bánh xèo với mấy món này nó mới dùng rau đó, em nghĩ mấy chứ thích ăn rau cho nên mấy ngủ ăn mấy món hành cuốn dập cuốn hơn là dạ. Cái hành này dạ mấy ngủ mấy món hành là cuốn thích cuốn lắm, ở nhà là ăn cái gì cũng cuốn thích cuốn dễ ăn. Không gà con về hả, con đi tới đâu con quay tới đó, ai cũng yêu cầu quá trời. Đúng rồi, cứ quay cho thiệt nhiều tại vì những người bạn những người thân người thích lắm, thích mà quay cảnh Cà Mau mình nè. Đúng rồi, mà mấy cái bạn mà không có ở Cà Mau cũng thích, là giống như là cứ quay cho người ta xem á, người ta biết nhiều thôi. Em ở bển thì không quay, ở bển thì cái người ở đây người ta coi á, ta thích nữa à, thích. Dạ. Còn cái mình qua bên cái Úc á, mình quay thì mấy người bên đây thấy hết. Anh ra mình là mình hai chiều luôn. Hai chiều. Dạ. Nhưng cô vô chổng đậu ở cái chỗ này nó bán mấy ngon, ở chỗ khác nó không ngon đó. Dạ dạ. Đó diện cao kê em. Hả? Còn nhiều lắm á, ở bên Úc là con quay chưa hết đâu. Rồi từ từ cứ con quay buổi chiều nè. Buổi chiều nè. Ngon. Nghe cái bánh hả? Đó diện nó mới ngon, mấy diện mấy chỗ vòng vòng đó diện cà phê cũng 5-6 quán nhưng mà chỉ có một chỗ bán ngon. Dạ, chỉ có một chỗ bán ngon. Diện hồi đó bán ngon vậy hả? Cái chả này cái khác đúng rồi, khác chỉ có chỗ này có thôi. Cái mua phần đặc biệt nó mới có cái chả này. Anh đi con. Dạ dạ. Con chấm đây, con gót qua đây. Con chấm đi con. Bữa cô dưỡng năm cũng vui quá trời. Vui. Dễ vui á. Trời ơi. Để hầm ở đời nào bác nghiêm lắm mà bữa đó bác cũng vui quá là vui lắm rồi. Nghiêm gì kệ, mình ở nhà. Chứ mình đi mình sợ hứng dữ trời lắm. Ừ. Là gia đình mà. Thì cả gia đình đó. Cái gì đó. Cô có biết nhảy rồi chung nó rủ mà. Không có biết, không phải biết cũng lên nữa. Mấy nhảy mà biết hát là được rồi. Hát hay quá trời. Nhiều người nói rồi gia đình gì mà ai hát mà hay hết trơn. Mà bữa đó vui, vui quá. Không ngờ mà vui dữ. Không ngờ vui dữ. Bạn chị Hồng á. Nói trời ơi. Hạnh nó về đi vui quá ha, nó về. Về tới nhà cô Năm á mà thấy vui, gia đình vui, vui quá. Đẹp về cái này vui. Thoải mái. Về cái này vui. Quay cho cô Út dưỡng Út đồ á. Thôi, để tới nhà thôi. Thôi, thôi được nha. Ngon ha. Bữa hổm ngủ ra nhà cô Năm cũng đồ ăn ngon ngon không? Ngon. Nhà bữa đó quậy ăn không có được nhiều. Nó vui quá cô. Vui quá, đó, ăn nhiều thấy. Vui cũng quá. Bữa đó thấy ăn cũng không, ăn nhiều chưa? Không ăn nhiều mà. Bữa đó vui quá vui đi. Vui quá, ra không có ăn được nhiều đâu. Mà thường thường là tiệc chỉ Năm không có ăn nhiều làm. Đúng rồi, đúng rồi. Mình làm chứ không ăn nhiều đúng rồi. Cái bữa còn cũng ngồi biết nhiêu ca hát không à, ca hát không. Nó còn bỏ thằng ấy nghe nó bỏ con gà đó rồi tôi trả lại luôn, trả gà luôn hả, trả gà đi chứ. Cho mày hai con lẩu này lẩu gì ngon, cái vịt nấu chao quá chứ, à vịt nấu chao mà nấu màu đẹp quá chị. Còn chị Sơn màu nhìn thấy đẹp quá ha, rau nhà chồng chưa quay từ chị màu đẹp ha, ngon quá bữa nay. Bữa nay ăn ngon thật luôn đó. Hai món luôn à. Hai món hết. Hai món. Bữa nay hơi điềm tĩnh chút làm ra ăn có nhiều không? Còn có nhiều không? Không, có hai con. Trời ơi, có hai con mà chơi. Giữ nuôi đi trời ơi. Thôi quá đi. Thôi, giữ nuôi đi. Trời có hai con mà. Em không biết nuôi đâu. Dạ, không chỉ cho à. Cái chuyện đó kịp với gì đâu mà. Có nhiều mà cho hết. Trong đậu hết rồi. Bả luôn. Khách sạn làm có khác, làm gì cũng kiểu cọ đẹp hết á. Em làm không đó. Ừ, thấy không? Vừa đẹp thấy không? Vừa đẹp mà vừa khéo nè. Đảm đang nè. Tự một tay của em gái làm đãi cho chế Hạnh Lê á.
Thôi đi rồi, bữa nào chứ dư dư trứng thì cho dạy con dạy trứng thôi. Nghiệp quá à, có hai con hỏi thôi. Hỏi cho luôn cả Hạnh chịu nổi không anh? Hỏi cưng nuôi không chứ cho cưng luôn. Dạ, hỏi rồi, chứ mày nuôi, nuôi nhiều không? Dạ, không có hai con. Thử nghiệm rồi, 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 rồi lớn hay là nhỏ? Nó đẻ rồi. Với gà tiễn á. Thử nghiệp lắm. Ờ, thử nghiệp bả quá. Bả mua mua cá nâu cho con ăn. Ờ. Mua cá chẽm vừa nói cái là bà xuất hiện rồi chứ nói bà thầy chứ nói thèm gì là bà có bà có rồi đó bà đi lùng cho ra lâu lâu nó cũng cho đồ cô bển đó mà nè. Nó ở xa quá rồi nó xa rồi tao nói trời nhiều khi tao nói thôi đừng chạy vô xa lắm con năm không có hết à con đừng chạy vô cũng chạy vô hồi trước dịch nó nghe là bà ơi vô lắm còn dịch thì bà không vô kỹ quá kỹ sáng bà không đi học phụ huynh nữa. Em đăng ký cho con nó của chị chung với con của em để bằng tuổi. Sáng giờ phụ huynh sợ để gặp người ta. Chị thằng bé hả? Thằng nhỏ của em đó. Thằng nhỏ em gửi về cho em cho con bé con Chi Nhi Ngọc Mai nè, học chung lớp với con của em đó. Người ta có thuốc, động đậy gì em biết trơn à. Ngon quá em gái, ngon quá. Con bữa nay ăn ngon nhiều. Tại bữa nay mình không có đúng gặp nhiều người bữa không vui quá. Quậy quá ăn với mình nói chuyện cùng lúc lá vui. Không ăn nhiều thì đông lắm. Bữa nay ngồi điềm tĩnh. Điềm tĩnh à. Thằng hủ nói chứ không dẫn thằng thằng cậu đi lên mới rồi múc vườn rau chuyện cùng ăn. Sao y như là lạc luôn. Nó làm y chang như vườn nhau tại vì nó mới nè để làm mấy gì đại tháng mới đi rồi bắt đầu mình vô chơi ha là mình coi thử rồi nó trồng cái đó chị giống như cái cách ở Đà Lạt mấy resort vậy nè đúng rồi mấy homestay á chị cái là phòng thì bà cũng đóng khác ý tưởng rồi ý tưởng của mình mà hay hết chứ đúng rồi mấy bộ thôi nghe nào tôi hay đau lưng lắm tôi ăn cái nhạo nha em đã không ăn rau rồi đời nội em ăn cái chứ nhạo vậy đau lưng nào xưa đẻ nó chế mà bị gây tên mạch cứng ở đây nè cái tê nó có hai điện chứ có không ai cũng bị đau lưng chế cái xanh rồi cho Hạnh kết đi. Rồi xin chào các bạn, cuộc vui cũng đã tàn, ăn hết đồ rồi, ăn hết trái cây luôn, dĩa trái cây ăn muốn hết luôn à, toàn đồ nhà chồng. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, Hạnh Lê cảm ơn, nhớ cho Hạnh Lê like, share, bye bye các bạn, hẹn các bạn ở video sau, bye.